thử ừ, thách trí tưởng tượng của người xem. Monica Cavanho là một nhiếp ảnh gia có sở thích kỳ lạ, đó là kết hợp những bức ảnh có tông màu hoặc chi tiết chung để tạo ra một tác phẩm nhằm đánh lừa thị giác, gây nhầm lẫn trong cách mà chúng ta theo dõi một hình ảnh thông thường, nhưng theo một cách vô cùng thú vị và nghệ thuật. Với hơn 6 năm theo đuổi đam mê, Monica đã giới thiệu hàng trăm tác phẩm được cô chụp và sau đó sử dụng Photoshop để ghép nối chúng với nhau. Trong đó, có nhiều tác phẩm nhận được sự khen ngợi của giới bình luận và mang đến cho cô một chân trời riêng để tự tỏa sáng theo cách của mình mục đích của tôi đó là giúp cho người xem có một cái nhìn thoáng qua về một không gian khác tồn tại thay cho thực tế dẫu thực tế chính là giấc mơ điên rồ nhất mà tôi từng nghĩ ra monica có lần chia sẻ nghệ thuật không phải là những gì bạn nhìn thấy mà là những gì bạn làm cho người khác nhìn thấy chính câu nói này của họa sĩ nổi tiếng người pháp ega degas đã là tác nhân truyền cảm hứng cho monica là kim chỉ nam cho những hoạt động nghệ thuật của cô trong suốt hơn một thập kỷ kể từ khi theo đuổi bộ môn nghệ thuật về ảo ảnh và trường phái siêu thực